Liên quan đến vụ việc người mẹ đi gõ cửa từng nhà tìm nguyên nhân con tử vong sau tai nạn giao thông gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua, mới đây công an quận Gò Vấp đã gửi thông báo cho mẹ nạn nhân về nội dung kết luận giám định. Theo giám định, vụ việc không có đủ cơ sở kết luận hai xe có va chạm. Bức xúc với kết quả này, mẹ cô gái cho biết sẽ theo đuổi đến cùng vụ việc. Theo thông tin đã đưa, vào khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 6, chị Trịnh Thị Kim Diệu lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu quận Gò Vấp thì gặp nạn. Lúc xảy ra tai nạn, người dân tên T đã bám theo chiếc xe tải liên quan, ghi lại biển kiểm soát là 61C267. Người dân đã đưa chị Diệu đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã qua đời sau 12 ngày. Sau khi con gái qua đời, bà Phượng lên mạng cầu cứu cư dân mạng thì chị T đọc được và tiếp tục gửi cho bà Phượng biển kiểm soát xe 61C267 để cung cấp cho công an. Nhiều người sống gần hiện trường cho biết sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải đã dừng lại cách hiện trường vài mét và quẹo vào đường số 53 gần đó chạy mất hút. Công an quận Gò Vấp sau đó triệu tập tài xế NTT, sinh năm 1988, người lái chiếc xe 61C267 để làm rõ một số tình tiết trong vụ tai nạn. Tài xế T xác nhận với công an quận Gò Vấp rằng tối 12 tháng 6, có lái xe 61C267 lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu quận Gò Vấp. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 7, cơ quan công an đã cùng bà Chu Thị Kim Phượng, sinh năm 1979, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa Lâm Đồng, mẹ của nạn nhân, đến Bình Dương, thực hiện việc khám xét xe tải đang bị tạm giữ để phục vụ cho công tác xác minh. Tuy nhiên, mới đây, ngày 4 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thông báo kết luận giám định cho bà Chu Thị Kim Phượng liên quan đến vụ tai nạn của con gái bà là chị Trịnh Thị Kim Diệu, sinh năm 1999. Theo đó, phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận không đủ cơ sở kết luận các dấu vết còn lại trên xe máy, không đủ cơ sở kết luận giữa xe ô tô biển số 61C267XX và xe máy có va chạm với nhau hay không. Cũng theo bà Phượng xác nhận, bà đã nhận được thông báo của công an quận Gò Vấp qua bưu điện chứ chưa làm việc trực tiếp về nội dung này. Chính vì vậy, bà cho biết bà sẽ theo đuổi đến cùng để tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn. Còn rất nhiều điều khó hiểu trong vụ tai nạn khiến con gái tôi qua đời. Tôi sẽ tiếp tục bán bánh để có tiền đi thành phố Hồ Chí Minh khiếu nại vụ việc. Vụ tai nạn xảy ra tới mức nạn nhân qua đời, nhưng kết quả giám định lại không xác nhận về việc hai chiếc xe đã có va chạm với nhau. Người mẹ bán bánh sẽ làm cách nào để có thể tìm ra nguyên nhân? Cuối cùng đâu mới là sự thật? Các thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật.